Con không có thời gian thiền và gần chỗ con ở không có chùa chiền. Gần đây con có nghe sư Giác Nguyên giảng về chánh niệm, về con thực tập hàng ngày được không sư? Con không biết hỏi ý kiến ai. Cái vấn đề là quý vị có đủ cái khả năng để thực hành một mình hay không? Nghe giảng là một chuyện, mình bắt tay vào mình thực hành nó là chuyện khác. Một người á mà chưa có biết bơi á, chưa có biết bơi á, thì người ta dạy bơi, thầy dạy bơi rất là dễ. Còn cái người mà biết bơi nhưng mà bơi sai cách, thầy dạy bơi rất là khó, tại vì họ phải bỏ cái thói quen cũ. Rất nhiều những cái vị thiền sinh, những vị hành giả, họ rất là khó trong việc hành thiền, bởi vì họ vướng cái thói quen cũ do họ thực hành sai đó. Cái hồi mà họ gặp các cái vị thiền sư, họ gặp các vị thiền sư hướng dẫn, họ rất là khó để mà họ làm theo lời dạy của các vị thiền sư, các vị thầy hướng dẫn, bởi vì họ đã quen theo cái cách cũ rồi. Và cái đó nó sẽ trở thành cái chướng ngại cho chính họ nha. Thành ra đó, cô tự thực hành thì sư cản là sư không có dám cản, nhưng mà sư nhắc để mà cô thận trọng, thận trọng, bởi vì một khi mà cô thực hành sai rồi đó, mà nó trở thành cái thói quen á, trở thành cái nếp, sau này sửa khó cực kỳ. Đó là chưa kể nếu như cô không sửa nha, cô không sửa mà cô cứ thực hành theo cái phương pháp sai lầm đó, mà nó có hai cái tình huống xảy ra. Nếu như mà cô thực hành được chăng hay chớ, tức là theo phong trào thời gian sau đó bỏ đó, đương nhiên nó cũng không có cái lợi ích gì cho mình. Nhưng mà nếu như cô thực hành sai, mà cô thực hành mà nó miên mật á nha, thì nếu như mà cô nỗ lực mà miên mật, thì chắc chắn là cô sẽ có một vài cái trải nghiệm nào đó, mà chính cái trải nghiệm đó sẽ cảnh báo trước là cô thực hành sai, mà cô thực hành miên mật, cô sẽ có những trải nghiệm mà chính những trải nghiệm đó đẩy cô đi xa khỏi chánh pháp. Thành thử ra tự thực hành á, thì mình làm sao biết được mình thực hành đúng hay thực hành sai ha? Nó kẹt là kẹt ở chỗ đó. Có thể là chỗ của mình không có chùa chiền. Thành thử trong kinh tạng á, có nói là có những trường hợp mà mình gọi là mình sanh ở cái vùng biên địa á, thì mình vô duyên với chánh pháp. Cái vùng biên địa ở đây á, nên được hiểu là cái nơi mà mình không gặp được Tam Bảo, không được sự hướng dẫn của Tam Bảo, thì mình xem như là mình vô duyên với chánh pháp. Đó là một cái nơi không có đáng để sống. Cho nên tùy thôi ha, tùy thôi. Nếu như mà dành được thời gian, ví dụ như 1 tháng, 3 tháng, mà đi đến được, nếu mà ở xa thì thậm chí là mua vé máy bay ha, đi đến cái nơi có vị thầy hướng dẫn ở đó 1 tháng, 3 tháng, người ta hướng dẫn cho mình có cái nền tảng rồi đó, thì hồi mình thực hành á nó an toàn hơn. Còn mà mình thậm chí mình không dành nổi cái thời gian để mà mình đầu tư cho việc hành thiền á, thì đó là lỗi của mình nha. Và mình theo trong kinh và chú giải gọi là mình vô duyên với chánh pháp, thì cái này thì không ai cứu được, tự mình không cứu mình thì không ai cứu mình được nha. Sư thì sư không có dám cản cái chuyện tự thực hành, nhưng mà lỡ mà thực hành sai đó ha, thì nó hại nhiều hơn lợi.
cho nên là cẩn trọng nha. Quý vị có thể biện minh, có thể đổ thừa là tại thì là tại bởi, cho nên là không có ở gần chùa, không có đến chùa được, mà tôi vẫn muốn hành thiền, thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà cái hậu quả thì tự mình gánh chịu chứ không ai gánh giùm mình được hết nha. Tự mình lớn hết rồi, tự mình phải có trách nhiệm với chính mình.